Lần sau mà hỏi anh gặp này có mua không? Mua chứ. Yeah. Không sao. Vậy hả? Hôm nay mình ăn bánh tiramisu thử coi có ngon không nha. Cái này là cái cake. Wow. Thơm ngon quá, nãy giờ chờ cái giống bánh cam không? Các bạn hôm nay có khỏe không? Chào các bạn, mình là My. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn ơi, hôm nay hai vợ chồng My review những cái đồ My mua ở Costco và Trader Joe's nha các bạn. Và đặc biệt là cái tiramisu hôm nay mới rất là ngon. Không biết các bạn có thử qua cái hiệu này chưa thì các bạn xem, nếu mà ai chưa ăn thì mình ăn thử cho biết nha, rất là ngon luôn các bạn ơi. Hello, chào các bạn, hôm nay bà xã cho mình uống nước yến nha, nhiều loại quá. Tẩm bổ cho ông xã. Hộp này nè, mình mua 4 vị cho ông xã thử coi thích cái vị nào, cho các bạn xem luôn cho vui nha. Đi review 5 cái loại yến này nha các bạn. Loại yến 4 vị này các bạn, là mình nếu mà các bạn đi Costco mà có thấy á, mà các bạn thích á, thì mình mua liền. Là tại vì cái này người ta bán theo mùa chứ không có phải bán lúc nào cũng có trong Costco, là không phải nha các bạn. Cho nên hôm nay mình uống thử coi có ngon không thì cho các bạn biết. Nếu các bạn thấy thích thì mình mua. Chứ nhiều khi á, qua cái show mà người ta cho mình thử vậy đó, xong cái vô tiệm là không có nữa. Cái anh bán ở đây ảnh nói vậy đó. Cho nên một năm là chỉ có 2 mùa là được yến 4 vị thôi. Còn bình thường là loại yến mà có original thôi. Loại này nè các bạn thì có nhiều. Còn cái loại 4 vị là ít có lắm nha. Cho nên các bạn cũng biết, với cái loại mà có hoa hành đào không á, mà một mùi mà không có đường á, thì loại đó cũng không có nhiều nữa. Không có thường chứ không có nhiều. Không có bán thường ở trong Costco bình thường nữa. Thì cho các bạn hiểu rõ vậy ha. Rồi mới để cho ông xã uống thử coi có ngon không. Loại này mình nghĩ là để vô tủ lạnh đó các bạn, cho nó lạnh á thì mình uống để dễ khát, cho nó cũng hơi bổ hơn chút xíu. Chứ nói về bổ dưỡng á thì cái anh bán ảnh nói á là chỉ có 12% là yến thôi, chứ không có phải cái loại mà mắc tiền, mà cái loại cái hũ lùng lùng á các bạn. Cái loại đó là nó mắc tiền hơn, hình như 43 đồng một phát hay gì đó. Cái loại đó thì yến nhiều hơn. Còn cái này là để dễ khát, cho đỡ ghiền. Nè, anh uống đi nè, giờ 4 vị nè. Cái nhãn. Cái này là lychee. Lychee. Nó nhãn rồi tới vải. Tới cái này là locust với honey. Mật ong với cây trái tỳ bà. Còn bên đây, chà là với goji berry là kỷ tử. Chắc cái đó tốt nhất á. Này đồ bổ. Kỷ tử với chà là các bạn. Thơm không? Cũng thơm. Này là mấy cái ly recycle của tiramisu hả? Tiramisu nè các bạn, của Costco luôn á. Ngon. Ngon ha. Không có ngọt. Vậy hả? Nhẹ. Ngọt nhẹ chứ không phải không ngọt. Hơi nó sạch sạch giống như xương xa xương sáo mà xăm vậy. Giống như có mũ gòn, mũ trôn nữa phải không? Là thả cùi hết thì thử hết. Cái này mà để tủ lạnh trời nóng. Dạ. Uống. Này trái vải đó. Trái vải, yến vải. Cái này thì là nó không có sình sệt bằng cái này. Vậy hả? Cái này sình sệt vậy mà ngon. Vậy cái này anh, cái nào anh thích thôi. Hai thứ rồi đó. So far cái này better. Vậy hả? Cái đầu tiên là có nhãn, thích nó, thôi. Tại nó có sình sệt nữa nha. Dạ. Mình thích mấy cái gì. Rồi, thêm cái này nữa nè. Locust với honey, mật ong. Cái này thì không gì đặc biệt lắm, thường thường thôi à. Anh thấy dễ uống không? Dễ, rất là dễ so với cái kỳ trước nó hơi tanh tanh hay gì á. Kỳ trước mùi. là cái vị này nè các bạn. Cái này là original. Cái này nó hơi hôi phải không? Kỳ trước là cái hiệu này nè các bạn, mà một cái loại original, một thứ một à. Thì ông xã My không có thích, ông nói hơi mùi giống như tanh tanh.
Còn kỳ này thấy có 4 vị cho nên mình lấy thử cho anh uống. Cái này không có mùi, không có mùi yến gì hết trơn á. Dễ luôn. Uống phải không? Dạ. Yeah. Này thấy cái màu đậm quá ha. Cái này trà là với kỷ tử. Nghe mùi trà là. Mình nói gì ngon cho cái này. Thích đó nhất à. Vậy là ông xã mày thích mùi nhãn nhất các bạn ơi. Nhất ha. Dạ, cái nhãn nó có mùi mùi nhãn nhiều hơn. Dạ. Đậm đà hơn. Thứ gì thì chắc cái này. Goji berry. Goji berry với lại trái là trà là. Dạ, còn cái nó, thứ ba. Cái mùi nó cũng đậm đà hơn mấy cái khác. Dạ. Cái thứ ba là cái gì đó lô khoát với honey. Còn thứ tư với trái vải hả? Trời, trái vải mà sao giờ tệ vậy? Cái vải hình như ngọt nhất. Vậy hả? Có thể. Nhưng mà bốn cái này đều có đường hết nè các bạn. Tại vì có một loại á, có hình quan đào á, cái đó thì không có ngọt. Là có nhiều cô chú nói cái đó uống dở lắm. Cho nên mình lấy cái này là bốn loại mà có ngọt hết. Cái loại này cũng có ngọt mà ông xã mi chê nè. Loại này là thường người ta bán ở Costco nhiều. Mà ông nói hơi tanh tanh ha anh ha. Vậy lúc đầu anh không thích. Dạ. Nó có cái mùi ấy quá, cái mùi yến quá. Dạ. Rồi mình nói cho các bạn biết để nếu mình có mua rời á thì ai thích cái gì thì mình mua cái đó. Cái này em thấy có lẫn cợn ngon phải không? Dạ. Yeah. Nó sền sệt, nếu mà để tủ lạnh nó còn sền sệt hơn nữa. Dạ. Yeah. Thì uống nó như nó đã. Yeah. Đây là cái hộp nữa nè các bạn. À, một hộp được 4 mùi, 8 hũ ở trong đây. Còn hôm nay là có mè luôn nè. Mới ha, 60 cái nhỏ ở trong đây nè. À, 10 đồng 99 các bạn cho một bịch nha. Mình thử black sashimi mochi nha các bạn. Ở đây là có mè đen ở trong nè, còn mè ngoài là mè trắng, vòng vòng là cục mochi. Trong đây nhiều lắm, nó được tới 60 bịch lận á. Mấy con mì thích lắm á, khui ra nãy mấy đứa nhỏ cũng ăn một đứa mấy cái rồi. Giờ mình mở ra nè. Giống bánh cam không? Bánh cam mà cái kia bánh cam người ta giòn, người ta dầu không. Còn cái của mình là healthy hơn nha. Bánh cam của mình là không có bị dầu mà cũng có mè quá chừng luôn á. Mày mời bạn nha. Dẻo. Cái vị ngọt nó nhẹ thôi các bạn. Dễ ăn. Thơm mùi mè, khi mà mình cắn cái hạt mè nó bể ra thì nó mới thơm. Nếu mà hỏi mình có thích nhiều hay không á, thì tại thật ra cái mè thì ăn tốt, nhưng mà làm vô trong đây nè, mình ăn như mè nó hơi nhiều á, cái lạnh cho nó hơi bị sảm. Không biết các bạn ăn sao chứ mình thấy nó ăn hơi bị sảm, nhưng mà nó vẫn ngon chứ không phải không ngon. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà chừng vài hộp thôi thì nó ngon, còn cái này rất là nhiều cho nên mình ăn mình cảm thấy là cái miệng mình nó hơi sảm, mặc dù là nó cũng có cái dẻo dẻo của mochi, mình ăn mình cũng biết. Nhưng mà nếu như mà cho mi chọn cái loại lúc trước mà có bán loại mà boba milk tea bình thường á thì mình ăn mình cũng thích, nhưng mà cái này nói cái này thích hơn hay không thì mi không có thích hơn đâu, mi thích cái kia. Mình ăn nó không có sảm, nhưng mà nếu cho vài hột mè thì ok. Cái này thấy hơi nhiều, cũng trên trung bình. Nhưng mà nếu mà chọn xuất sắc thì My không có chọn xuất sắc cái này. Thì này theo sở thích của riêng My thôi các bạn. Cái mochi vẫn ngon, nó dẻo dẻo, ngọt nhẹ thôi. Cho nên cho các cô chú nào mà không có thích ăn đường á, một cục mình ăn như vậy nè các bạn, là 3g đường. Nói chung ăn được, chứ nói mà lần sau My mua hai thứ mình sẽ lấy cái loại không có mè. Còn nếu mà người ta hết rồi, không có cái kia thì mình lấy cái này đỡ thì cũng được các bạn. Như vậy đó nha. Mình nói rõ để cho các bạn hiểu, để mình coi có mình có thích không. Hôm nay mình ăn bánh tiramisu thử coi có ngon không nha. Cái này là cái cake. Bánh này, cái cake này My chưa có ăn bao giờ, của Trader Joe's nè, của chị Ái Mỹ cho. Cảm ơn chị Ái Mỹ nha. Cho em cái bánh này để ăn thử. Mình có ăn mà cái kiểu khác của Costco. Đúng rồi. Trong cái ly, trong cái glass.
Để mình ăn này thử, cái coi thử mình cái so sánh cái này với cái kia, cái nào nó ngon hơn. It's very soft. Mềm lắm hả? Ừ. Một cái vậy mà có 7 đồng thì mình thấy giá này mình mua được các bạn ha. Giá bình dân các bạn ha. Rẻ. Được 7 người ăn. Wow. That's good. Rồi, anh ăn thử đi. Rồi, mời bà xã ăn miếng thử coi nha. Thôi anh ăn đi, anh ăn thử trước đi. Rồi, mi mời các bạn nha. Mình thử cái này coi. Lần đầu tiên ăn cái hiệu này. Thơm ngon quá, nãy giờ chờ chảy. Nó meo, nó tan ở trong miệng á. Nó meo ở trong miệng á các bạn ơi. Giống như là ice cream cake mà nó không có cái kick, nó mịn. Yeah. Có khúc cái base ở dưới cũng mịn. Mà luôn. Nếu mà so với Costco, cái này em thấy ngon hơn. Ừ, cái này cái quality hơn. Cái này làm bên bên Ý. Cái này làm ở bên Ý. Hình như cái của Costco cũng bên Ý luôn. Mà cái này handmade. Phải không? Đề handmade nè. Handmade thì nó cái quality nó tốt hơn chứ. Ăn được hơn các bạn. Mình thấy thích á nha. Trời ơi. Chưa ăn đến nữa. Chưa. Trời ơi, ngon lắm. Cái phần trắng này nè, mình để vô mình nút một cái nó tan ở trong miệng. Còn của Costco cũng tan trong miệng nhưng mà làm như nó có hơi bọt bọt. Cái này nó không có bọt. Sốt sốt, giống như đúng foam. Rồi. Của cái Costco này, nó có làm như có e ở giữa. Mà cái này thì nó more ice cream hơn. Đúng rồi. Dạ, mà nó rất là mềm. Anh nói là như cái lớp trên bột chocolate này hình như cái này ngon hơn hả? Cái của Costco nó bị bọt nhiều quá. Cái này nó ít bọt hơn, không phải biết không? Nữa, nhưng mà cái này nó không có feel weird. Dạ. Nó rất là mịn. Ngon, nói chung là cái này hơn điểm của Costco á. Ví dụ cái Costco 8 là cái này 9 vậy đó các bạn ơi. Phải không? Anh ăn anh thấy enjoy hơn mà cái phần giữa này nè. Mình cảm giác mình thấy rất là thích. Cái kia nó rất là foamy. Mà nó sụp sụp như vậy nè. Dạ, mình ăn mình cảm giác nó có e trong, có hơi, có lỗ 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 trong vậy ha. Mình mặc dù nó vẫn mềm. Còn cái này nó đặc mà nó creamy hơn. Dạ. Nhưng mà nó không có giống ice cream nha. Đúng rồi, nó khác. Nó không có lạnh ngắt như ice cream. Dạ. Với cái này là tại vì mi bỏ ra ngăn mát cũng lâu rồi các bạn. Người ta nói bỏ ra 3 tiếng mới ăn. 3-4 tiếng gì luôn rồi, 5 tiếng gì rồi. Bỏ trong ngăn mát á. Còn người ta kêu là mình bỏ trong ngăn đá xong rồi lấy ra là khoảng 2-3 tiếng ha anh? Đọc à, 2-3 tiếng. 2-3 tiếng là mình ăn là được. Nhưng mà xong rồi không có frozen again. À, nếu không mình... Có... Dạ. Là mình không có bỏ lại ngăn đá nữa, mình chỉ để ngoài ăn luôn. Ừ, ăn cho hết luôn. Này, được, ngon. Cái này ăn cho hết thì chắc không có lo. Ngon. Ngon mà không có ngọt nha các bạn. Đặc biệt là ngọt rất là ít mà cái vị đắng của chocolate lại nhiều. Cho nên mình thấy dễ ăn. Với giống như là ai mà thích chocolate nhiều á, mà thứ mà dark chocolate á, thì ăn này. Tại này nó đắng hơi hơi á, mình ăn mình thấy thích lắm. Nếu mà làm bánh birthday cake á, mà sinh nhật đó anh, em thấy làm này để tên đồ lên ăn cái này ngon hơn bánh bánh đê nhiều hả? Nó mềm quá, nhưng khi để không được. Ờ, chắc có thể vẽ tên đồ lên khó ha. Yeah. Đúng rồi. Nó delicate, nó soft hơn. Nhưng mà cái phần ở dưới này nè, các bạn mình ăn cũng giống cái bánh bánh đê khác. Phải không anh thấy không? Mà cũng ngon, giống như hơi, giống như brownie chút xíu. Ngon hơn brownie anh ơi. Nó không có ngọt, nó không có ngọt như brownie nhưng mà ngon. Được lắm các bạn ơi, các bạn có dịp thì mình thử cái hiệu này nha. Đây là Trader Giotto Tiramisu Forte hả? Ừ. Tạo giống như tiếng Mễ ha. Cảm ơn chị Ái Mỹ nha, bánh này ăn rất là ngon. Biết thêm được món nữa. Biết thêm được món nữa rồi đó. Ăn xong đi rồi chạy bộ nha các bạn. Chạy nửa tiếng kêu ăn tiếp. Ngon. 20 gram. Ồ, có bao nhiêu gam đường vậy? 20 gram nữa là bao nhiêu phần ăn trong đây? Được một cái này được 7 lần hả? Ừ. 20 gram mà sao mình ăn đâu ngọt anh? Tại chắc
cái chocolate nó đắng nhiều nên cho nên mình ăn không có cảm giác mà ngọt ngán gì đâu các bạn, ăn rất là ngon luôn. Ngon, dễ ăn hơn là bánh bích đê rất là nhiều anh hả? Ừ, ngon hơn bánh bích đê. Ngon nhiều hơn, mà nó không có bị béo ngậy như là bà cái loại mà cream mà người ta làm béo của bánh bích đê là cũng không phải nữa. Ừ. Cái này nó rất là ngon, không biết diễn tả làm sao nhưng mà nói chung ăn được. Ăn. Dạ, dễ ăn. Mình nhẹ hả? Như nhẹ. Đúng rồi. Rất là light. Ừ. Thêm một món dessert cho các bạn nha, nếu mà ai chưa ăn này mình thử coi mình có thích giống mì không nha. Ngồi nữa anh ăn gỏi cuốn xong rồi anh vớt thêm một miếng. Ông xã thích rồi phải không? Thế mà lần sau mà hỏi anh gặp này có mua không? Mua chứ. Dạ. Yeah. Ông xã. Vậy hả? Tại vì ông xã My là rất là thích cái loại tiramisu, mà cái này thì ngon hơn của Costco. Vậy là bây giờ lâu lâu em mua của Costco ăn á, các bạn biết không, thì là nó vừa phần ăn thì cũng dễ, nó gọn. Cái này bày ra đồ cắt ra cả gia đình ăn thì nó hơi nhiều nhưng mà đều ăn ngon ha. Ừ. Mi cho các bạn biết luôn hai cái loại đậu này nè, là cả hai á đều là đậu đỏ thôi và mình ăn chay được, không có thịt ở trong đây. Nhưng mà vừa rồi Mi đã có review rồi mà có nhiều bạn hỏi cho nên hôm nay Mi cho các bạn biết rõ là cái loại đậu bên đây nè, cái mùi nó sẽ ngon hơn là cái loại đậu bên đây nha. À, mặc dù hai cái đều đậu làm nghiền ra nhưng mà cái này nè, mình giống như nó không có gia vị gì nhiều. Mình ăn nó giống như được chứ nó ngon thì nó không có ngon. Cho nên nếu các bạn thấy hai cái loại này thì theo nhà Mi á, là nhà Mi chuộng cái hiệu này hơn. Gia vị nó đậm đà. Cái loại này thì đó, nhà Mi thì Mi thích ăn cái hiệu này hơn. Mặc dù Mi lỡ mua cái này rồi, mua có một lần xong rồi không có mua nữa. Thùng luôn. Là trong đây được 6 bịch ở trong đây nè, mà ăn hoài không hết. Trong khi cái này nè, Mi mua mấy lần luôn rồi đó. Là tại vì nó dễ ăn, mà ông xã cũng thích cái hiệu này nữa các bạn ơi. Cái này lên tên là Madras Lentil. Lentil là cái đậu mà cũng giống như đậu xanh rồi vậy đó các bạn. Trong đây có lentil, rồi đậu đỏ, rồi spice, gia vị, creamy tomato sauce. Nhìn nó hơi sần sệt á. Mình để lên cơm mình ăn thấy cũng được. Hoặc là thường là nhà ở nhà là lấy chip rồi mình chấm thì mình thấy ăn được nhất. Nè các bạn, nó sần sệt vậy nè. Cái mình lấy chip á, chip loại nào các bạn thích á ha, mình chấm mình ăn thì là dễ ăn nhất luôn á. Gia vị đậm đà. Mình ăn này có nhiều chất đạm. Đậu này cũng bổ nữa. Ngon, ăn không cũng ngon. Mình khui cái này ra ăn không hết, các bạn bỏ vô tủ lạnh nha. Nguyên bịch này nè, mình ráp lại mình bỏ vô tủ lạnh ha, để ngày mai nữa mình ăn được. Đừng để lâu rồi quá, ngày hai ngày thì ok. Ngon. Béo. Mình nói xuất sắc là không phải nha các bạn. Ăn được, dễ ăn. Rồi thôi, mình xin dừng ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn, các cô chú đã xem đến hết video này luôn. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của My nữa ha. Về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ở nhiều cái chỗ mà nào on sale giảm giá cho mình xem cho vui nha các bạn. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha. Mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye.